Cô chào Trà My nhé. Mình sẽ cùng nghe lại nội dung video bài học ngày hôm nay của con nha. Cô, em xin cô anh đọc bài Pets. Parrot. What pets do you like? I like parrot. Turtle. What pets do you like? I like turtle. Nói chung là cô thấy là con thì con thực hành khá là tốt đấy. Thế nhưng mà mình sẽ cần chú ý cho cô là mình đọc có hồn hơn một chút nhé. Parrot. What pets do you like? I like parrot. What pets do you like? I like turtle. Mình sẽ có ngữ điệu một chút nha. Vì cô cảm thấy là hôm nay Trà My đọc đang thiếu cái phần ngữ điệu nha. Dog. What pets do you like? I like a dog. Hamster. What pets do you like? I like hamster. Cái từ hamster, hamster, mình sẽ chú ý cho cô là mình sẽ đọc rõ cái âm tờ ra vì nó đứng trước của nó là cái âm, cái sợi S ấy, nó sẽ bị cứng lưỡi hơn khi mình đọc cái âm tờ, mình thành hamster, hamster, chú ý nhá. Pets do you like? I like pony. Fish. Cái từ fish, 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 mình xì mạnh cái âm sờ móc ra nha. Pets Và do đập you like? I like a fish. nó cái từ fish, cái âm phở ấy, vì nó là âm âm bật hơi ấy, nên là mình cần phải bật mạnh cái âm hờ đó ra nhé, âm phở đó ra nhé. Fish, fish, fish. Pets do you like? I like rabbit. What pets do you like? I like cat. Em xin hẹn em chào cô. Nhìn chung là cô thấy là bài của Trà My thì bà Trà My thực hiện khá là tốt đấy. Nhưng mà mình sẽ đọc nó có ngữ điệu cũng như là nó truyền cảm hơn nữa nhé. Cô chào con nha. Say goodbye.